các em. Trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em ôn tập ở bộ môn ngữ văn 6. Ở tiết học trước, cô giáo đã hướng dẫn các em ôn tập tiết 1 của văn bản Đêm nay bác không ngủ của nhà thơ Minh Huệ. Chúng ta đã đi ôn tập phần tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm và ôn tập phần đầu tiên của phần tìm hiểu văn bản, đó chính là hình ảnh bác Hồ. Bài học ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn tiếp các em ôn tập tiết 2 của văn bản Đêm nay bác không ngủ. Và bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục sang phần 2 nhỏ cho cô, tìm hiểu tình cảm của anh đội viên đối với bác. Thì ở phần học trên truyền hình, các em cũng đã được học rồi. Thì các em hãy tìm lại và hãy trả lời cho cô giáo các câu hỏi sau. Thứ nhất, đó chính là tìm chi tiết hình ảnh kể tả về tâm tư, cử chỉ, hành động của anh đội viên trong lần thức dậy thứ nhất. Thứ hai, tìm chi tiết hình ảnh kể tả về tâm tư, cử chỉ, hành động của anh đội viên trong lần thức dậy thứ ba. Và ở đây chúng ta thấy là trong bài thơ này, với tình cảm của anh đội viên đối với bác được thể hiện rõ qua hai lần thức dậy. Đó chính là lần thức dậy thứ nhất và lần thức dậy thứ ba. Và cái điều này chúng ta thấy là tác giả Minh Huệ cũng mang lại được cái giá trị nghệ thuật và ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với ý nghĩa và nội dung của bài thơ. Thì ở đây các em có thể tìm lại ở trong phần dữ liệu trong văn bản, có liệt kê ra giấy nháp cho cô, hoặc là sử dụng bút đỏ hoặc là bút khác màu, gạch chân vào những từ chìa khóa. Với lần thứ nhất thức dậy thì chúng ta thấy là nhân vật anh đội viên của chúng ta đã rất là ngạc nhiên khi mà thấy trời đã rất là khuya rồi mà bác vẫn ngồi bên bếp lửa. Và hình ảnh ở đây chúng ta thấy là gì nhờ? Với hình ảnh tâm tư của anh đội viên trong lần thức dậy thứ nhất đã thể hiện rất rõ, đó chính là sự ngạc nhiên, sự xúc động. Và tiếp theo đó chính là cái câu hỏi của anh đội viên đối với bác Hồ. Và cuối cùng thì anh đội viên đã thầm thì hỏi nhỏ: "Bác ơi, bác chưa ngủ." Vừa thể hiện qua đây được sự xúc động trước sự chăm sóc ân cần và cảm nhận được sự gần gũi giản dị và lớn lao của bác Hồ. Và đặc biệt ở trong những câu thơ này, nhà thơ Minh Huệ đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật rất là đặc sắc, đó chính là nghệ thuật so sánh. Với hình ảnh câu thơ là bóng bác cao lồng lộng, ấm hơn ngọn lửa hồng. Và từ cái hình ảnh so sánh này khiến cho người đọc, người nghe cảm nhận được hình ảnh của bác vừa vĩ đại vừa gần gũi, và thông qua đó cũng thể hiện tình cảm thân thiết ngưỡng mộ của anh đội viên đối với bác. Và với cái câu hỏi của bác, vừa anh đội viên đối với bác, đó là bác ơi bác chưa ngủ, và thổn thức cả nỗi lòng, thì từ đây đã thể hiện được rằng cái tình cảm của anh đội viên dành cho bác. Anh không yên vì nỗi lo bề bộn trong lòng và về sức khỏe của bác. Và tiếp đến đó chính là một câu chuyện đã được đưa lên tới đỉnh điểm, đó chính là khi lần thứ ba thức dậy, trời sắp sáng và anh chiến sĩ vẫn thấy bác ngồi đinh ninh. Thì ở đây chúng ta thấy là cái tâm trạng của anh đội viên đã được thể hiện từ hốt hoảng, giật mình đến vội vàng nằng nặc mời bác ngủ. Và từ đó thì thể hiện được cái tấm lòng của anh dành cho bác, đó chính là lo lắng, thiết tha, năn nỉ bác đi nghỉ, đúng không nào? Có thể là mời bác ngủ bác ơi, hay bác ơi mời bác ngủ. Ở tiếp tục trong cái câu thơ này thì nhà thơ Minh Huệ đã sử dụng biện pháp nghệ thuật, đó chính là điệp ngữ và đảo cấu trúc câu. Và thông qua đây cũng thể hiện được rất rõ, đó chính là tình cảm của anh đội viên đối với bác. Anh đội viên yêu thương, quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của bác. Anh cảm mến, kính phục
biết ơn, tự hào và hạnh phúc trước tấm lòng của bác. Và ở đây chúng ta thấy là gì nhỉ? Với cái câu trả lời của bác đó chính là bác ngủ không an lòng, bác thương đoàn dân công, thì đã cho anh đội viên cảm nhận được một lần nữa thật sâu xa, thấm thía tấm lòng mênh mông của bác đối với nhân dân. Được tiếp cận, được thấu hiểu tình thương và đạo đức cao cả ấy của bác, anh chiến sĩ đã lớn lên thêm về mặt tâm hồn, tình cảm và được hưởng một niềm hạnh phúc thật sự lớn lao, và cuối cùng đã được thể hiện gì nhỉ? Lòng vui sướng mênh mông, anh thức luôn cùng bác. Vậy qua diễn biến tâm trạng của người chiến sĩ, bài thơ đã thể hiện được cụ thể và chân thực tình cảm của anh, cũng là tình cảm chung của bộ đội và nhân dân ta đối với Bác Hồ. Đó là lòng kính trọng vừa thiêng liêng, vừa gần gũi, và lòng biết ơn và niềm hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm chăm sóc của Bác Hồ, là niềm tự hào về vị lãnh tụ vĩ đại mà bình dị. Và ở trong cái bài thơ này thì chúng ta thấy là nhà thơ Minh Huệ không kể lần lượt lần thứ nhất thức dậy của anh đội viên, lần thứ hai thức dậy và lần thứ ba thức dậy, mà ở đây tác giả Minh Huệ không kể đến lần thứ hai mà chỉ kể lần thứ nhất và sau đó chuyển sang lần thứ ba. Và điều này thì cho thấy là cái đêm ấy thì anh đội viên đã nhiều lần tỉnh giấc và lần nào cũng đã được chứng kiến cái hình ảnh Bác Hồ không ngủ, và từ đó thì đã thể hiện được rõ cái tâm trạng và cảm nghĩ của anh đội viên một cách rõ nét, đúng không nào? Và tất cả những cái hình ảnh đó, những chi tiết đó thì cuối cùng cũng thể hiện muốn nói đến, đó chính là muốn thể hiện cái sự yêu thương, sự cảm phục của tác giả cũng như là của bộ đội, của nhân dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Và đặc biệt các em quan tâm đến cho cô giáo đó chính là khổ thơ cuối của văn bản. Ở khổ thơ cuối này thì đã nâng lên một ý nghĩa của câu chuyện, của sự việc lên một tầm khái quát lớn, đó chính là làm cho người đọc, người nghe hiểu được một cái chân lý lớn lao. Đêm nay bác không ngủ vì một lẽ thường tình, bác là Hồ Chí Minh. Cái đêm không ngủ được miêu tả trong bài thơ chỉ là một cái đêm trong vô vàn những đêm không ngủ của bác. Và sau này thì chúng ta thấy là đi lên chương trình ngữ văn lớp 8, chúng ta sẽ được học một số văn bản để trích từ tập thơ Nhật ký trong tù, hoặc là một số bài thơ, ví dụ như Ngắm trăng hay là Tức cảnh bác bó vân vân, thì được bác Hồ sáng tác trong cái giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp ở trên chiến khu Việt Bắc. Thì cũng rất nhiều đêm Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngủ và lo cho dân, lo cho nước. Thì ở đây chúng ta thấy là với cái bài thơ này thì nó cũng chỉ là một đêm trong vô vàn những đêm bác không ngủ của bác. Việc bác không ngủ vì lo cho việc nước và thương cho bộ đội dân công cũng đã trở thành một lẽ thường tình của cuộc đời bác. Vì bác là Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của dân tộc và người cha già thân yêu của quân đội. Cuộc đời người thì đã dành trọn vẹn cho nhân dân, cho tổ quốc, và đó chính là cái lẽ sống nâng niu tất cả chỉ quên mình của bác để lo cho mọi người, và mọi người dân cũng đã đều thấu hiểu tấm lòng của bác. Và trên đây là toàn bộ những ý nghĩa của bài thơ này cũng như là cái nội dung mà tác giả Minh Huệ muốn gửi gắm đến cho người đọc, người nghe. Và qua đây thì chúng ta sẽ cảm nhận được rằng cái hình ảnh lớn lao vị cha già của dân tộc Việt Nam Bác Hồ kính yêu, vừa gần gũi vừa giản dị nhưng vô cùng thiêng liêng, đúng không nào? Ấm hơn ngọn lửa hồng tất cả tình yêu thương của Bác Hồ dành cho nhân dân, dành cho bộ đội Việt Nam. Và từ đó thì chúng ta cũng sẽ cảm nhận được hình ảnh, đó chính là tình cảm của anh đội viên thông qua những chi tiết, những hình ảnh diễn tả tâm tư, tâm trạng của anh đối với Bác Hồ. Và sau đây thì các em hãy suy nghĩ và hãy liệt kê hệ thống lại bài tập cho cô, với hãy nêu ra những nét nghệ thuật đặc sắc và nội dung ý nghĩa nổi bật của bài thơ.
Thì rất đơn giản, chúng ta có thể chỉ ra được trong bài thơ này, đó chính là biện pháp nghệ thuật. Thứ nhất, chúng ta thấy là nhà thơ Minh Huệ đã sử dụng thể thơ 5 chữ kết hợp với phương thức biểu đạt, đó chính là biểu cảm với miêu tả và tự sự. Thứ hai, đó chính là lời thơ giản dị, hình ảnh chân thực, tự nhiên và cảm xúc rất chân thành. Thứ ba là chúng ta tác giả đã sử dụng rất nhiều từ láy giàu giá trị gợi hình biểu cảm. Ví dụ như là đinh ninh này, ngồi im phăng phắc này, mưa lâm thâm này. Và bên cạnh đó thì tác giả đã sử dụng một số biện pháp kỹ thuật tu từ, ví dụ như là so sánh, bóng thác cao lồng lộng, ấm hơn ngọn lửa hồng, để cho hình ảnh của Bác Hồ vừa vĩ đại vừa gần gũi, đúng không nào? Và thông qua đó thì nhà thơ đã thể hiện đó chính là nội dung cũng như là ý nghĩa của văn bản này. Đó chính là ca ngợi tấm lòng yêu thương bao la của Bác Hồ với bộ đội và với nhân dân. Thứ hai là cũng thể hiện tình cảm, kính yêu, cảm phục, tự hào và lòng biết ơn sâu sắc của bộ đội, của nhân dân đối với Bác. Trên đây thì cô giáo đã hướng dẫn các em ôn tập lại toàn bộ nội dung kiến thức của văn bản Đêm nay Bác không ngủ của nhà thơ Minh Huệ. Thì sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập. Cô giáo có một số dạng bài tập như sau. Thứ nhất là các em sẽ gặp dạng bài văn, đó chính là qua bài thơ trên, em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 9 câu nêu tình cảm của bản thân đối với Bác Hồ. Thì ở phần hướng dẫn viết đoạn văn, cô giáo đã hướng dẫn các em rất là cụ thể rồi, đúng không? Đây là một đoạn văn và nêu cảm nghĩ, nêu suy nghĩ. Và nội dung của đoạn văn này thì nó sẽ, hình thức của đoạn văn này thì bao gồm 9 câu. Và chúng ta cũng sẽ có câu mở đoạn, câu thân đoạn và câu kết đoạn. Và phần nội dung của đoạn văn này đó chính là nêu tình cảm của bản thân của em đối với Bác Hồ, đúng không nào? Nó thể hiện lòng tự hào, sự yêu quý, sự ngưỡng mộ của mình đối với Bác và sự biết ơn. Thì sau bài học này thì các em sẽ hoàn thành phần bài tập này ra vở của mình cho cô. Thứ hai nữa là cô yêu cầu các em sẽ là hoàn thành phần bài tập ở trong phần sách giáo khoa và sách bài tập. Thì ở trong phần sách bài tập này thì các phần bài tập cũng rất là đơn giản, các em có thể tự làm được. Sau đây thì cô giáo sẽ có một số trò chơi cho em, chúng ta sẽ ôn tập lại một số kiến thức. Thứ nhất, câu hỏi đầu tiên, chúng ta sẽ vào phần thi vượt chướng ngại vật nào. Với câu hỏi đầu tiên, đêm nay Bác không ngủ của tác giả nào? Thì chúng ta có thể rất dễ dàng để trả lời được, đúng không? Đó chính là của tác giả nào nhỉ? Tác giả Minh Huệ, được chưa? Rồi nó sẽ sang tiếp câu hỏi thứ hai. Là bài thơ ra đời trong hoàn cảnh nào thì các em nhớ cho cô. Đó chính là bài thơ sẽ được ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp vào năm 1951. Tiếp, câu chướng ngại vật thứ ba của cô giáo. Đó chính là nhân vật trung tâm trong bài thơ Đêm nay Bác không ngủ. Và chúng thấy là trong bài thơ này chúng ta sẽ có hai nhân vật, đó chính là nhân vật anh đội viên và nhân vật Bác Hồ. Nhưng lưu ý và nhớ cho cô rằng nhân vật trung tâm trong bài thơ này đó chính là hình ảnh của Bác Hồ. Câu hỏi tiếp theo. Bài thơ đã sử dụng phương thức biểu đạt gì? Thì ở phần tiết trước cô giáo đã hướng dẫn cả lớp rất là rõ rồi, đúng không? Bài thơ thì được viết như một câu chuyện, có nhân vật, có sự việc. Nhưng thông qua bài thơ này là thể hiện tình cảm của nhân dân đối với Bác. Đồng thời cũng thể hiện được tình cảm của Bác đối với nhân dân và bộ đội. Nên phương thức biểu đạt chính của bài thơ này vẫn sẽ là biểu cảm kết hợp với tự sự và miêu tả. Đến câu hỏi cuối cùng là hình ảnh Bác Hồ đã được miêu tả từ những phương diện nào? Thì chúng ta thấy là rất dễ được trả lời câu hỏi này, đúng không? Hình ảnh của Bác Hồ đã được miêu tả thông qua những dáng vẻ này,
hành động, lời nói, cử chỉ của bác, đúng không nào? Thông qua ví dụ như là bác ngồi đinh, hình ảnh vẻ mặt bác trầm ngâm này, ngồi đinh ninh, tròm râu im phăng phắc, với những cử chỉ là đốt lửa, dém chăn, nhón chân, đúng không nào? Với những lần lời nói rất là gần gũi với anh đội viên: cháu cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc. Hay là bác thương và dân công, đêm nay ngủ ngoài rừng. Được chưa? Và trên đây thì các em đã cùng cô ôn tập lại một số nội dung cũng như là kiến thức cơ bản thông qua một số câu hỏi. Và sau đây thì cũng sẽ là phần hướng dẫn các em ở bài tập sau. Thì thứ nhất là các em sẽ ôn tập lại cho cô giáo toàn bộ nội dung bài học. Thứ hai là các em lưu ý là các em sẽ học thuộc lòng bài thơ cho cô. Và khi nào quay trở lại học trường học thì cô giáo sẽ kiểm tra các em phần học thuộc lòng bài thơ này. Thứ ba là các em sẽ hoàn thành các phần bài tập cho cô. Thứ nhất đó chính là hoàn thành phần bài viết đoạn văn cảm nghĩ về Bác Hồ. Thứ hai là hoàn thành các bài tập trong phần sách bài tập ngữ văn. Và thứ ba nữa đó chính là các em tiếp tục hoàn thiện cho cô giáo và chuẩn bị cho cô giáo về phần ôn tập các biện pháp nghệ thuật tu từ, đó chính là ẩn dụ và hoán dụ. Thì ở những tiết học sau chúng ta sẽ cùng đi chuyển sang phần chuyên đề tiếng Việt tiếp theo. Bài học đến đây là kết thúc. Cô xin chào tất cả các em.